Xin chào các bạn, mình là Xuân Tú. Các bạn đang nghe kênh Án Khét Tiếng. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một nhà môi giới bất động sản đầy tài năng, từng sở hữu thu nhập khủng lên tới 50.000 đến 75.000 đô la Mỹ một tháng. Thế nhưng, chuỗi ngày sao hỏa ấy đã nhanh chóng chấm dứt khi chỉ sau một năm, anh ta rơi vào vòng xoáy nợ nần chồng chất. Đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính khổng lồ, anh ta đã thực hiện một việc đầy kinh hoàng, khiến mọi người hết sức hoang mang và phẫn nộ. Vậy anh ta đã làm gì? Vì sao cuộc sống của anh ta lại nhanh chóng sụp đổ đến vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu qua vụ án này nhé. Vụ án hôm nay diễn ra tại Ulan, một thị trấn lớn nhất của khu vực Bắc Singapore, cũng là một trong những trọng điểm giao thông quan trọng dẫn về phía Malaysia. Dân số của Ulan là khoảng 250.000 người, phần lớn sống trong các căn hộ công cộng hay còn gọi là nhà tổ. Đây là loại nhà ở phục vụ mục đích an sinh xã hội do chính phủ xây dựng, cung cấp cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp, với giá bán chỉ khoảng 1/3 so với căn hộ tư nhân. Có khoảng 85% dân số Singapore sống trong các nơi này. Vào ngày mùng 1 Tết năm 2017, một vụ án mạng chấn động cả nước Singapore đã diễn ra tại một căn nhà tổ tại Ulan. Một người đàn ông tên là Trương Văn Thanh đến trước cửa một căn nhà cổ tại thị trấn Ulan. Đây chính là nhà của em gái Thanh, Trương Thúy và chồng là Kim Tân. Đang là dịp Tết, thế nhưng em gái cùng em rể không những không về thăm cha mẹ mà còn không hề gọi điện thăm hỏi. Thanh rất lo lắng nên quyết định tự mình đến thăm em gái. Thanh gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đóng chặt. Tuy nhiên, anh lại ngửi thấy một mùi lạ bốc ra từ bên trong. Thanh đã đẩy một ô cửa sổ lên thì lập tức mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi. Lo lắng, Thanh đã gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi và chuẩn bị phá cửa thì bất ngờ cửa được mở từ bên trong. Tân đứng ở cửa, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Thanh nhìn thấy em rể trong nhà, liền nổi giận và gọi hỏi về em gái. Tân chỉ lặng lẽ tiến đến gần Thanh, rồi thì thầm: em gái anh đã chết, rồi lập tức bỏ chạy ra ngoài. Cảnh sát có mặt đã kịp thời khống chế Tân. Khi cảnh sát xông vào phòng ngủ, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trên giường là hai thi thể, đó chính là Thúy và con gái 4 tuổi, Trương Tử Linh. Theo kết quả giám định pháp y, khi Thúy qua đời thì cô đang mang thai 6 tháng. Cả hai thi thể đều có vết bầm ở cổ. Nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở. Khi thi thể được phát hiện, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân hủy ở mức độ nhất định. Ước tính thời gian tử vong là hơn 1 tuần. Một người hàng xóm sống cùng tầng cho biết anh ta đã gần 1 tuần nay không thấy gia đình Tân. Trong thời gian đó, bạn bè của hai người đến tìm kiếm nhưng cũng không có người nào mở cửa. Cho đến khi Thanh gọi cảnh sát thì mới phát hiện sự thật kinh hoàng này. Thanh luôn nghĩ rằng em gái và gia đình cô sống rất hạnh phúc, có xe, có nhà, con gái đã đi mẫu giáo, cuộc sống không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng không ngờ Tân lại có hành vi tàn ác đến như vậy, không chỉ giết vợ mà còn ra tay với cả con. Vậy điều gì khiến một người chồng, một người cha lại biến thành con quái vật vô tình như vậy? Tân sinh năm 1976, tại thời điểm xảy ra vụ án thì đã 41 tuổi. Cha là tài xế taxi, mẹ là nội trợ. Tân là con trưởng, có thêm một em trai, một em gái. Năm 1999, hắn từng mở một công ty kinh doanh nhân sâm và tổ yến, nhưng sau 7 năm thì phải ngừng hoạt động. Sau đó hắn ta chuyển sang làm việc trong ngành dược phẩm, làm quản lý cho một công ty. 2 năm sau, hắn ta lại chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Đến năm 2014, Tân còn được công ty đánh giá là nhân viên môi giới bất động sản xuất sắc. Trong những năm này, hắn ta cũng kiếm được không ít tiền, mức thu nhập hàng tháng đạt 10.000 tới 15.000 đô la Singapore. Và Tân đã mua được xe hơi, nhà cửa, sống rất khá. Một lần họp lớp năm 2004, Tân và vợ gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng muốn có con, nhưng Thúy liên tục sảy thai. Phải đến năm 2013, cô mới sinh ra một bé gái đặt tên là Trương Tử Linh. Sau khi có con, Thúy đã nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Gia đình họ hiện sống trong một căn hộ 90m² tại tầng 6, tòa nhà số 619 trên đại lộ Ulan. Trong mắt những người hàng xóm, Tân là người ít nói, ít chào hỏi mọi người. Nhưng Thúy thì thân thiện, hay cười, thường xuyên đưa con đi học. Cô cũng thường xuyên cập nhật ảnh của con gái lên trang Facebook cá nhân. Mặc dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng giữa hai người vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào. Trong điện thoại của Tân, hắn ta thường gọi vợ là bảo bối, còn con gái là tiểu bảo bối. Cách đây 1 năm, Tân còn đăng ảnh selfie của mình và vợ, cũng như những món quà con gái tặng hắn lên trang Facebook. Vì vậy, trong mắt bạn bè và người thân, hai người là một cặp vợ chồng vô cùng mặn nồng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài yên bình và hạnh phúc đó ẩn chứa một mâu thuẫn rất lớn. Vào tháng 6 năm 2013,
Tân vô tình xem điện thoại của vợ thì phát hiện cô đang trò chuyện thân mật với một người đàn ông lạ trên Facebook. Khi đó Tân hỏi vợ về người này, nhưng Thúy nói đó chỉ là bạn bình thường và hứa sẽ ngừng liên lạc. Tân tin lời vợ. Tuy nhiên vào một ngày tháng 10 năm 2014, Tân về nhà sớm do công việc bất ngờ. Khi tới phòng ngủ, hắn ta đã phát hiện vợ đang ở trên giường cùng một người đàn ông lạ. Tân lập tức lao vào bếp, cầm dao rượt đuổi tên này, thậm chí Tân đã làm bị thương cánh tay của anh ta. Sau sự việc, Tân yêu cầu Thúy ly hôn. Mặc dù Thúy bị bắt quả tang ngoại tình, nhưng cô từ chối ly hôn vì lý do con gái còn quá nhỏ, cần được chăm sóc. Dưới sự thuyết phục và hứa hẹn của vợ, hắn ta một lần nữa quyết định tha thứ. Tuy nhiên, người đàn ông mà Thúy quan hệ bất chính này liên tục gây rắc rối cho cặp vợ chồng. Vào ngày sinh nhật của Thúy, cũng như ngày lễ tình nhân, anh ta thường gửi hoa tới, rõ ràng là nhằm nhắc nhở Tân về việc vợ của hắn đã ngoại tình. Những hành động này khiến Tân vô cùng tức giận. Hắn ta bắt đầu bị phân tâm trong công việc, thường hủy hẹn với khách hàng để đi kiểm tra xem vợ có ở nhà một mình hay không. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số bán nhà, khiến thu nhập của hắn ngày càng giảm. Việc bị đả kích về tinh thần và tài chính khiến Tân bắt đầu tìm cách xả stress như là chơi đánh bạc. Vào năm 2015, chính phủ Singapore áp dụng các biện pháp làm mát thị trường bất động sản, hạn chế vay mượn, khiến hoạt động giao dịch và giá cả bất động sản giảm sút. Công ty của Tân chịu ảnh hưởng nặng nề, với nhiều nhân viên bị sa thải và giảm lương. Đối mặt với những điều này, hắn ta cảm thấy cuộc sống rất áp lực. Lương của hắn không đủ trang trải các khoản chi tiêu hàng tháng. Thỉnh thoảng Tân vẫn bày tỏ nỗi lòng của mình bằng cách đăng những trạng thái cảm xúc trên Facebook. Như vào tháng 1 năm 2015, hắn ta viết, ông trời sẽ giao trọng trách cho người này, nhưng trước tiên phải làm cho họ đau khổ về tinh thần, mệt mỏi về thể xác, đói rét về thân xác. Tháng 10, Tân lại viết, đừng giận dữ sẽ làm giảm trí tuệ của bản thân. Đừng để tâm kẻ thù của mình, vì thù hận sẽ khiến bạn mất khả năng phán đoán. Tới tháng 12, hắn lại viết, thất bại là sự rèn luyện, chỉ càng khiến người ta mạnh mẽ. Từ những dòng này, có thể thấy tâm trạng của hắn lúc đó đang rất nặng nề. Ngay sau khi Tân viết thất bại là một sự rèn luyện, thì không lâu sau đó hắn ta phải đối mặt với một thử thách thật sự. Tân đã nghỉ việc tại công ty cũ, chuyển sang một công ty bất động sản khác. Tất nhiên, mức lương đã giảm xuống rất nhiều. Hắn ta không nói cho vợ biết về tài chính, gia đình vẫn duy trì mức chi tiêu cao. Để đáp ứng những khoản tiền này, Tân bắt đầu vay mượn từ bạn bè, đồng nghiệp và các tổ chức tài chính. Nhìn thấy số nợ ngày càng nhiều, Tân thường mơ ước có ngày bất ngờ trở nên giàu có. Do vậy càng đắm chìm trong cờ bạc, xổ số. Cho tới trước khi vụ án xảy ra, trên trang Facebook của hắn thường xuyên chia sẻ những nội dung liên quan đến giàu có, may mắn và xổ số. Về tình cảm vợ chồng, Tân cũng chưa thể chấp nhận hành vi ngoại tình của vợ, thậm chí còn nói con gái không phải là con mình. Nhìn thấy vợ chỉ ở nhà chăm con, hắn ta cảm thấy không công bằng. Tân đã từng cáu gắt với vợ rằng, tôi làm việc vất vả như vậy chỉ để nuôi gia đình, thế mà em lại không chịu đi làm thêm để phụ giúp gia đình, chỉ dựa vào lương của tôi à? Đến khi sự việc xảy ra, Tân đã tích lũy khoản nợ lên đến 15.000 đô Singapore, bao gồm khoản vay hàng tháng, vay mua xe và học phí cho con gái. Cách đây 2 năm, chủ nợ bắt đầu đến tận nhà đòi tiền, khiến cửa nhà bị tạt sơn. Sau sự việc này, Thúy cũng biết về tình trạng nợ nần của gia đình, nhưng cô vẫn không rõ họ đang nợ bao nhiêu. Đến tháng 11 năm 2016, Thúy phát hiện mình có thai. Cô báo cho chồng biết, nhưng hắn không vui mà khuyên cô nên phá thai vì tình hình tài chính khó khăn. Thúy cũng cân nhắc và đồng ý. Thế nhưng khi họ cùng nhau đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật, bác sĩ phát hiện Thúy mang thai được 4 tháng và thai nhi là bé trai. Kết quả này khiến Tân do dự. Cuối cùng, họ giữ lại đứa bé. Càng ngày, số tiền phải chi tiêu càng nhiều. Tân muốn bán chiếc xe và ngôi nhà của gia đình để trả nợ, nhưng Thúy ngăn cản. Không lâu sau đó, nhờ sự giới thiệu của một người bạn, hắn ta tìm được một công việc mới là nhân viên điều phối bán hàng tại một công ty thiết kế trang trí nội thất, mức lương 1.500 đô Singapore một tháng. Thế nhưng số tiền này hoàn toàn không đủ trang trải các khoản chi phí. Vì vậy hắn ta buộc phải giấu vợ, cầm cố ngôi nhà cổ của gia đình và vay thêm tiền. Vào tuần trước khi vụ án mạng xảy ra, một chủ nợ đã tới nhà Thúy đòi 21.000 đô Singapore. Lúc này Thúy mới biết rõ mức độ trầm trọng của tài chính gia đình. Cô đã nhắn tin cho Tân rằng mình rất xin lỗi vì không thể giúp được trong việc trả hết khoản nợ, khiến Tân phải tự một mình gánh vác. Tân trả lời hắn ta sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa để trả hết các khoản nợ. Tuy nhiên chỉ một tuần sau đó, vụ án mạng xảy ra. Khi Tân biết không thể trả được học phí cho con gái, hắn ta không cho cô bé đi học mà giữ cô bé ở nhà xem TV, không muốn con chịu ảnh hưởng xấu khi bị giáo viên nhắc về nợ. Thúy rất bất bình khi thấy cảnh này. Hai người bắt đầu cãi vã. Trong khi cãi nhau,
Thúy liên tục mắng chửi Tân là vô dụng, thậm chí còn chỉ trích hắn ta trước mặt con gái. Nghe những lời này, Tân cảm thấy tức giận và bị tổn thương sâu sắc. Hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện cũ, đặc biệt là vợ ngoại tình, khiến Tân càng phẫn nộ. Cuối cùng hắn không thể chịu nổi nữa, đi thẳng vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn lông rồi từ phía sau siết cổ vợ trong 15 phút. Sau đó thấy vợ vẫn còn thoi thóp, hắn ta dùng tay bóp cổ cô đến chết. Khi vụ việc xảy ra, con gái 4 tuổi vẫn đang xem TV. Giết vợ xong, hắn ta gọi con gái lại, ôm cô bé vào lòng và dùng cùng chiếc khăn lông đó để kết liễu mạng sống cô bé. Sau khi giết vợ và con xong, hắn vẫn sống bình thường trong 9 ngày tiếp theo. Để trốn tránh chủ nợ, hắn ta tắt điện thoại của mình và sử dụng điện thoại của Thúy để gửi tin nhắn cho giáo viên của trường mẫu giáo, nói con gái ốm và không thể đi học. Hắn ta cũng cập nhật trang Facebook của vợ để mọi người nghĩ là cô vẫn còn sống. Hồ sơ duyệt web trên điện thoại của Thúy cho thấy Tân sử dụng điện thoại của vợ để truy cập vào một trang web khiêu dâm 132 lần và tìm kiếm các phương pháp tự tử cũng như cách chế tạo thuốc chuột. Trong thời gian này, Tân hầu như không ra khỏi nhà, chỉ đi mua một số đồ ăn và thuốc giảm đau. Khi thi thể bắt đầu bốc mùi khó chịu, hắn ta cố gắng che giấu bằng cách phun thuốc xịt khử mùi và bật điều hòa. Trong 9 ngày sau đó, hắn ta chỉ ra khỏi nhà có 2 lần để mua đồ ăn, thức uống và thuốc để cố gắng tự sát. Nhưng vì sợ đau, lần nào hắn cũng bỏ cuộc. Vào ngày 27 Tết, Tân đã gửi tin nhắn cho cha mẹ vợ, trong đó nói rằng Thúy phải đi bệnh viện để điều trị chứng đau bụng nên họ không thể về quê ăn Tết. Hắn ta hứa sẽ về nhà vào trưa mùng 1 Tết để chúc Tết gia đình. Tới mùng 1 Tết, sau khi nhận ra mình không thể tiếp tục trốn tránh, Tân quyết định đốt xác vợ và con gái. Khoảng 11 giờ trưa, hắn ta tưới xăng lên chăn rồi nằm xuống bên cạnh vợ, châm lửa. Tuy nhiên do lửa quá lớn, Tân không chịu nổi nên vội vã rời khỏi giường. Khi quay lại, hắn ta thấy thi thể vẫn chưa bị cháy hết nên giả chữ ký của Thúy và viết 4 bức thư tuyệt mệnh, trong đó giải thích vợ chồng hắn đã thực hiện tự sát vì tình. Đến chiều tối, anh trai Thúy đến nhà và Tân đã bị cảnh sát bắt. Trước sự tra hỏi của cảnh sát, Tân đã khai nhận toàn bộ sự việc. Trong lời khai của mình, Tân đã nói rằng hắn ta phạm tội do quá áp lực và bị vợ lăng mạ, khiến hắn mất bình tĩnh, dẫn đến vô tình giết người. Bác sĩ tâm lý cũng đã đánh giá Tân mắc chứng trầm cảm do áp lực tài chính và nợ nần, do vậy có thể được giảm nhẹ hình phạt. Thế nhưng thẩm phán thì lại chỉ ra Tân đã viết mục tiêu thu nhập 20.000 trên bảng ở phòng làm việc, cho thấy hắn ta có thái độ làm việc tích cực. Hắn ta cũng thường đón con đi học, mua đồ ăn cho gia đình, chứng tỏ tình cảm với gia đình là rất lớn. Ngoài ra sau khi gây án, Tân còn lên mạng xã hội, xem TV, truy cập các trang web khiêu dâm, không thể hiện bất kỳ dấu hiệu buồn bã nào về cái chết của vợ và con. Điều này trái ngược với biểu hiện thường thấy ở những người mắc chứng trầm cảm nặng. Vị thẩm phán cũng lưu ý rằng, vào thời điểm mà Thúy chết, cô đã mang thai 6 tháng, chứng tỏ vợ chồng họ vẫn có mối quan hệ mật thiết. Và chỉ sau 9 ngày từ cái chết của vợ, Tân đã tìm cách che đậy tội ác. Cuối cùng, thẩm phán kết luận Tân phạm tội giết người cố ý, tuyên án tử hình. Mặc dù hắn ta không chịu nhận tội và kháng cáo, nhưng phán quyết vẫn được giữ nguyên, thậm chí còn bị tăng nặng hình phạt lên tử hình bằng cách treo cổ, kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của hắn. Nhưng thật tiếc, vợ và hai đứa con vô tội thì mãi mãi không thể sống lại. Qua vụ án này, ta thấy rằng Tân không thể trốn tránh trách nhiệm cho hành vi tàn ác. Dù suốt cuộc đời, hắn ta chỉ toàn trốn tránh trách nhiệm, từ việc trốn tránh những vấn đề về công việc và nợ nần, đến việc che đậy tội ác. Tuy nhiên trong vụ này, Tân cũng là người xui xẻo. Hắn phải chịu quá nhiều áp lực mà không qua chia sẻ. Áp lực từ việc công ty cắt giảm lương, từ việc gia đình chi tiêu quá nhiều, đặc biệt là vợ ngoại tình, hắn ta đã mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất. Tất cả những điều này dẫn đến tâm lý bất ổn của Tân. Và đến khi mọi thứ đã quá giới hạn, hắn ra tay giết người mà không ai khác là vợ và các con. Có lẽ việc hắn đã từng thử tự tử nhiều lần, ngoài việc trốn tránh trách nhiệm, còn có một phần để giải thoát bản thân khỏi những áp lực trong cuộc sống. Gã đàn ông Brazil trở thành sát thủ vì ham muốn kiểm soát. Chào bạn, bạn có cho rằng tình yêu sẽ chỉ đẹp khi đơn thuần là cảm xúc chân thành từ hai phía? Vậy sẽ ra sao nếu nó bị biến dạng đi? Trước khi bắt đầu đến với câu chuyện đầy kinh hoàng này, mình muốn hỏi các bạn một điều. Theo bạn, điều gì sẽ phá vỡ một mối quan hệ thực sự? Bất đồng quan điểm, chiếm hữu, kiểm soát, sự rình rập. Để giải đáp thì chúng ta cùng xem xét và hãy cùng đến với diễn biến tâm lý khi phá vụ án của Alini Cordino và Ricardo Cordino nhé. Vụ án của chúng ta hôm nay sẽ một lần nữa đưa chúng ta đến nước Anh. Nhưng trước tiên, hãy cùng đến với nửa bán cầu Nam và cụ thể hơn là đất nước đầy màu sắc Brazil. Alini sống trong thành phố núi Belo Horizonte,
Cô sinh năm 1979, là chị cả trong một gia đình nghèo. Điều này có nghĩa là Alini phải trưởng thành nhanh chóng để giúp đỡ mẹ cô trong việc chăm sóc gia đình. Cha của Alini là người nghiện rượu và thường xuyên đưa mẹ cô đi bar. Nhưng với việc là chị cả, Alini đã đảm nhận vai trò như một người mẹ với các em trong một gia đình đầy tệ nạn, đầy dẫy vấn đề về rượu. Đến năm 2001, Alini đã 22 tuổi và đang làm việc trong một cửa hàng quần áo để giúp gia đình vượt qua khó khăn. Trong khi làm việc tại đây, cô đã gặp Ricardo Gordino. Ricardo khi đó 24 tuổi, làm việc trong cùng một cửa hàng với vai trò là người phụ giao hàng. Hai người thường gặp nhau sau giờ làm việc và rồi họ bắt đầu mối quan hệ vào năm 2003. Mặc dù Alini lớn lên trong một gia đình đầy rắc rối, nhưng cô là một người rất tích cực và đầy hy vọng. Khi cô yêu Ricardo, cô nhìn vào tương lai của mình với anh ta bằng sự lạc quan. Cả hai đều muốn thay đổi cuộc sống, rời xa Brazil và tìm kiếm một nơi khác với nhiều cơ hội hơn cho tương lai. Và may mắn sau khi khám phá, họ nhận ra rằng Ricardo có thể xin cấp hộ chiếu Ý nhờ vào nguồn gốc gia đình của anh ta. Với hộ chiếu này, cặp đôi có quyền tiếp cận đa phần các quốc gia trong Liên minh châu Âu. Cặp đôi có hy vọng lớn làm việc tại nước Anh, cụ thể là London. Với mối quan hệ của mình, Ricardo đã làm giả một giấy chứng nhận kết hôn để đủ điều kiện cho Alini nhập cư. Chỉ trong vài tháng, cặp đôi chuyển đến London và được biết với tên là ông bà Gudino. Ngay sau khi đến đây, nhờ sự hiền lành ấm áp, Alini nhanh chóng có việc làm tại một nhà nghỉ ở trung tâm London. Công việc của cô là đón tiếp các vị khách quốc tế. Nhờ công việc này, Alini đã gặp Vanessa, một người cũng đến từ Brazil. Hai người nhanh chóng thân thiết và cuối cùng trở thành bạn thân. Sau 4 năm, cả Alini và Ricardo dường như đã ổn định cuộc sống tại Vương quốc Anh. Vào thời điểm này, Alini cảm thấy thoải mái và đầy tham vọng để bắt đầu ý tưởng kinh doanh riêng của mình với sự tham gia của Ricardo và Vanessa. Ý tưởng kinh doanh của cô đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Cô muốn làm bánh Brazil cho công chúng tại London, đặc biệt là tập trung vào bánh sinh nhật vì chúng rất được ưa chuộng trong khu vực cô sống. Như vậy, cặp đôi Gudino đã chọn nước Anh làm quê hương mới và không lâu sau công việc kinh doanh, họ cũng chào đón đứa con đầu lòng. Alini rất hạnh phúc và việc trở thành một người mẹ làm cô thêm phấn khích. Tuy nhiên không may, con trai của họ ra đời với nhiều vấn đề về sức khỏe. Điều này khiến họ lo lắng, đặc biệt là do tính chất việc nhập cư trái pháp của họ vào Vương quốc Anh. Do vậy, sau đó vào năm 2008, Alini và Ricardo quyết định trở về Brazil vì họ tin rằng đó là quyết định tốt nhất để con trai có được sự điều trị cần thiết mà không bị nhìn chằm chằm vì ngôn ngữ hoặc gặp rắc rối về giấy tờ. Mặc dù việc trở về Brazil chỉ được dự tính là tạm thời, nhưng cặp đôi lại dành nhiều thời gian tại quê hương. Trong thời gian này, Alini đã sinh thêm hai cậu bé nữa. Trở thành một người mẹ là điều cô luôn mong muốn trong cuộc sống và cô cho rằng việc làm cha mẹ cũng là khát vọng chung của Ricardo. Tuy nhiên không lâu sau khi trở về Brazil đã khiến Ricardo suy sụp và rơi vào cảnh nghiện ma túy. Điều này dẫn đến sự căng thẳng trong mối quan hệ của họ. Và lo ngại hơn, nó hoàn toàn thay đổi thái độ của Ricardo với Alini. Alini vẫn kiên nhẫn vượt qua những khó khăn này, nhưng cô thực sự lo lắng rằng điều xấu sẽ xảy ra với Ricardo, vì anh ta là chồng cô và là cha của ba đứa con. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi Ricardo bắt đầu lợi dụng Alini. Và đúng như vậy, hai người đã chia tay nhau. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, cuối cùng Alini đã chấp nhận Ricardo trở lại. Nhưng chỉ khi anh ta hứa sẽ bắt đầu một cách lành mạnh và tốt hơn. Bạn có thể đoán được rằng điều đó sẽ xảy ra hay không? Trong suốt quãng thời gian mà họ sống cùng nhau, luôn tồn tại một dạng chiếm hữu trong mối quan hệ của họ. Cộng thêm tác dụng của ma túy, tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều và điều này thường xảy ra. Alini ở lại với Ricardo vì đàn con thơ. Nhưng ngay sau đó, cô ta lo lắng về những gì sẽ xảy ra với con cái và cô nếu cô ta rời bỏ anh ấy. Cuối cùng thì Alini đồng ý ở lại với Ricardo, nhưng với một điều kiện duy nhất là họ phải chuyển về London. Đơn giản là Brazil không đủ hỗ trợ cho gia đình đông con của họ, thế nên Ricardo đồng ý. Năm 2014, gia đình 5 người trở về nước Anh. Đã 6 năm từ lần đầu tiên họ rời đi và giờ đây họ trở về với hai thành viên mới. Mặc dù họ đã trở lại để theo đuổi cơ hội tốt, nhưng Alini thực sự gặp khó trong việc tìm việc làm. Và với Ricardo cũng vậy, anh ta vẫn dùng ma túy. Tình trạng mất kiểm soát với Alini vẫn diễn ra thường xuyên. Việc trở lại Vương quốc Anh dường như không như Alini mong đợi, mặc dù có những người bạn và hàng xóm rất vui khi họ trở lại. Ngay cả bạn thân lâu năm Vanessa và chồng cô đã đề nghị hỗ trợ gia đình cô một nơi ở cho đến khi họ ổn định cuộc sống. Và trong 3 năm tiếp theo, tất cả mọi thứ bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng không ai biết bên trong lại là một gia đình đầy rẫy những rắc rối, phiền toái. Bên ngoài, họ thể hiện là một cặp đôi tình tứ, nấu ăn cùng nhau,
chăm sóc con cái và còn có những biệt danh dễ thương. Họ còn chào đón thêm thành viên mới vào gia đình, một cô con gái. Và vì vậy, ngôi nhà tại Epsom trở nên đông đúc hơn với Alini, Ricardo và bốn đứa trẻ, cùng với Vanessa và chồng cô. Nhưng sau những cánh cửa đóng kín, Ricardo vẫn kiểm soát và đe dọa Alini. Lớp vỏ bên ngoài che đậy sự thật đã vỡ tan trong một đêm năm 2008. Vanessa và chồng cô, Henrique, đang ngủ trong giường bỗng dưng nghe thấy tiếng Alini hét lên trong phòng khách. Vanessa nhảy ra khỏi giường, đánh thức chồng dậy, rồi cả hai lao vào phòng khách. Họ thấy Alini trong tình trạng hoảng sợ, cúi gập trên sofa. Ricardo đứng đó, cách cô một vài bước và rõ ràng hai người đã cãi nhau. Alini nói rằng họ đang cãi nhau thì Ricardo bất ngờ nhảy lên, bóp nghẹt cổ cô. Lúc này, trông cô đau khổ, tuyệt vọng và cực kỳ sợ hãi. Mặc dù Ricardo đang điều trị thuốc cai nghiện ma túy, nhưng điều này dường như là tình huống thường gặp mỗi khi Alini đe dọa, rời bỏ anh ta, rồi anh ta trở nên càng bạo lực. Alini cuối cùng cũng nhận ra rằng đã quá đủ và cô không còn muốn ở cạnh Ricardo. Nhưng khi nào là thời điểm tốt nhất để ra đi và cô phải làm thế nào đây? Cô ấy có bốn đứa con nên cô không thể chỉ gói vali và đi. Alini bắt đầu chờ đợi thời cơ, cô chịu đựng Ricardo ít nhất đến khi có cơ hội đầu tiên. Kể từ khi trở lại Vương quốc Anh năm 2014, Ricardo thực tế đã xây dựng một công ty xây dựng nhỏ cho riêng mình và đáng ngạc nhiên là doanh nghiệp của anh ta phát triển khá tốt. Nhưng rõ ràng là Ricardo không có kiến thức về tài chính và kế toán. Vì vậy, Alini đã đảm nhận việc quản lý tài chính cho công ty của anh ta. Đây là cách gia đình họ kiếm được thu nhập. Họ phụ thuộc vào việc kinh doanh của Ricardo phát đạt để duy trì cuộc sống. Yên bình chưa được lâu thì bão tố ập tới. Ricardo đã không hiểu rõ về tài khoản và lợi nhuận của mình. Và anh ta nhìn qua tài khoản một cách thiếu kiến thức, nghĩ mình đã phát hiện một lỗi. Trong tưởng tượng của Ricardo, có vẻ như 37.000 bảng Anh đã biến mất từ túi của anh ta. Tất nhiên, sau cú đoán bừa này, anh ta đối chất với Alini. Anh ta buộc tội cô đánh cắp tiền và lên kế hoạch rời bỏ anh ta. Trong tâm trí, cô ấy đã phản bội. Nhưng thực tế là Alini không làm gì sai. Ricardo chỉ đơn giản là không biết đếm. Nhưng không may, sự tức giận của anh ta không kém phần ngu ngốc. Đến thời điểm này, mọi thứ thực sự trở nên tồi tệ với cặp đôi. Mặc dù Alini muốn ly hôn một cách hòa bình, nhưng Ricardo thì có kế hoạch khác. Anh ta rất khéo léo muốn Alini trở lại bằng cách làm ghen tuông. Anh ta thậm chí nói dối Alini rằng anh ta đang trong một mối quan hệ và muốn kết hôn với một người phụ nữ khác. Anh ta thực sự mong Alini sẽ cầu xin anh ta ở lại, nhưng điều này đã trở thành thất bại lớn khi cô ấy chỉ yêu cầu anh ta nhanh chóng ly dị. Mâu thuẫn đạt đỉnh điểm vào Giáng sinh năm 2018. Mặc dù hôn nhân của họ có thể tan vỡ, nhưng Ricardo không muốn Alini rời đi. Anh ta muốn cô chỉ có thể là của riêng anh ta. Tuy nhiên ngay sau đó anh ta nhận ra rằng nếu cô thực sự muốn đi, cô có thể bỏ trốn khỏi Anh Quốc bất cứ lúc nào cùng với con cái. Vì vậy, để ngăn cản, anh ta xé rách hộ chiếu của các con trước mặt Alini. Nhưng thậm chí mối đe dọa này cũng không đủ ngăn cản cô. Ngày 27 tháng 12 năm 2018, cô tâm sự với cảnh sát và báo cáo rằng cô sợ mạng sống của mình và an toàn của con cái. May mắn thay, những lo ngại của cô được người ta lắng nghe. Cô được cung cấp một căn nhà an toàn cách xa Ricardo. Hơn nữa, nhóm bạn thân của Alini đã tổ chức một nhóm chat riêng trên WhatsApp để hỗ trợ cô nếu cần. Thế nhưng khi mọi thứ dần trở nên tốt đẹp và Alini từ từ cảm thấy an toàn hơn khi cô lấy lại sự kiểm soát cuộc sống, thì cô lại không hề biết Ricardo đang có một âm mưu. Sau khi chia tay, Ricardo phát hiện một đống đồ cũ do gia đình để lại. Và ở đây, anh ta tình cờ thấy thẻ SIM cũ của Alini. Sau khi gắn SIM vào điện thoại, anh ta nhận ra rằng mình có quyền truy cập tất cả tin nhắn và email của Alini, cũng như số điện thoại hiện tại của cô. Và điều quan trọng, điều này cho phép Ricardo truy cập hoàn toàn vào nhóm hỗ trợ trên WhatsApp của Alini mà không ai biết. Anh ta hiểu rõ về kế hoạch của Alini, nơi cô đang đến, những gì cô đang làm, những gì cô đang nói và thậm chí là suy nghĩ của cô thông qua tin nhắn. Và tệ hơn, anh ta bây giờ có thể theo dõi Alini mọi lúc bằng cách sử dụng tính năng tìm iPhone, chỉ cần đăng nhập vào iCloud của Alini. Ricardo có thể xem cô đang ở đâu và bất kỳ lúc nào. Anh ta không muốn để cô ra đi một cách yên bình. Thực tế là tháng tiếp theo, Ricardo cuối cùng cũng tìm ra nơi ở của Alini. Sau khi tìm chính xác, anh ta cố gắng đột nhập hai lần và cả hai lần đều kết thúc bằng việc bị bắt. Khi bị bắt, các dịch vụ bảo vệ trẻ em cuối cùng đã can thiệp và kết quả là Ricardo chỉ được phép gặp con cái dưới sự giám sát. Ricardo xem đây là ranh giới cuối cùng của sự kiểm soát. Nếu chỉ có cô một mình nuôi con của anh ta thì anh ta đã thất bại. Anh ta một lần nữa mất bình tĩnh, bắt đầu đe dọa tính mạng cô. Alini được bạn bè thúc giục đưa những tin nhắn này đến cảnh sát, nhưng vì muốn tránh xung đột, cô quyết định không làm và hy vọng rằng Ricardo sẽ thả lỏng và tiếp tục cuộc sống. Alini nhận thức rằng cô đang ở trong tình huống nguy hiểm.
Nhưng dù sao cô vẫn tin rằng anh ta sẽ không làm điều gì trước mặt các con. Cô bắt đầu đưa đứa con gái 3 tuổi đi khắp mọi nơi, dù là mua sắm, làm việc hay đến đón các anh trai từ trường, mặc dù luôn có sẵn dịch vụ chăm sóc trẻ. Hàng ngày cô sẽ đi từ nơi ở tạm thời ra ngoại ô Epsom để đưa các con đến trường và đưa về nhà. Và chính trong hành trình đi học thông thường, một ngày nọ, Ricardo đã bùng nổ. Ngày 8 tháng 2 năm 2019, thời gian đó là mùa đông tại nước Anh, Alini thức dậy để chuẩn bị đưa con đi học. Hành trình của cô từ trung tâm London đến Epsom sẽ diễn ra 2 lần mỗi ngày. Buổi sáng diễn biến như bình thường, Alini vẫy tay chào tạm biệt các con ở cổng và hứa sẽ gặp lại sau khi học xong. Trong khi đó, không xa trường học, Ricardo cũng bắt đầu ngày của mình như bất kỳ ngày nào khác, rời khỏi nhà trên đường Kingston để làm việc. Chỉ có điều hôm nay anh ta mang theo một công cụ đặc biệt. Ricardo có một vài công việc vào buổi sáng. Anh ta đến Hawley và rồi đến Chelsea. Sau khi hoàn thành, anh ta đổ xăng cho chiếc xe bán tải đen của mình tại một trạm xăng, nơi máy quay giám sát đã ghi lại hành động của anh ta. Đến chiều, Alini đang trên đường trở lại Epsom để đón các con trai. Cùng với đó, cô mang theo cô con gái 3 tuổi. Sử dụng tàu điện ngầm từ trung tâm London, hai mẹ con lên xe buýt tại trạm xe thông thường của họ tại Epsom lúc 2 giờ 38 chiều. Alini đi đến phía sau xe buýt để con gái cô ngồi xuống và chỉ sau 7 phút, họ xuống xe. Người mẹ nắm tay con gái và cùng nhau ra khỏi xe. Tuy nhiên có một chiếc xe bán tải bất thường bám theo. Chiếc xe hướng về phía Alini và con gái và đây là nơi tình huống trở nên đáng sợ. Qua camera của xe buýt, chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe bán tải lấn sang vỉa hè phía trước Alini và một nhóm các bà mẹ. Từ xe này, Ricardo xuất hiện. Mặt anh ta không có cảm xúc và im lặng. Trên tay anh ta cầm một con dao nhà bếp. Nỗi sợ tràn ngập Alini, cô hét lên nhưng đã quá muộn. Ricardo nhanh chóng lao vào, kéo lùi con dao, bắt đầu đâm cô nhiều lần. Những bà mẹ khác nhìn sự việc bất lực với sự kinh hoàng. Họ không nhớ được bất kỳ cảm xúc nào trên mặt của Ricardo, chỉ biết rằng anh ta rất bình tĩnh. Cuộc tấn công gồm 7 lần đâm chỉ trong 17 giây và sau đó Ricardo vứt vũ khí lên xe bán tải, tăng tốc chạy trốn. Sau đó, những bà mẹ xung quanh ngay lập tức gọi cấp cứu và cảnh sát. Tony Miller, người kéo con gái của Alini ra khỏi sự nguy hiểm, đã cố che chắn và che giấu sự việc vừa xảy ra, nhưng nỗ lực đó trở thành vô ích khi cô bé 3 tuổi đã chứng kiến tất cả. Cô bé nhìn Miller và nói, mẹ không về nữa. Ngay sau đó, một xe cứu thương và cảnh sát đã đến trong vài phút, nhưng đáng thương là Alini được tuyên bố tử vong ngay khi tới viện. Sau đó Ricardo gọi điện cho một số người bạn và nhân viên của mình để thú nhận rằng anh ta vừa đâm vợ. Xe tải của anh ta bị cảnh sát bắt lại chỉ sau 1 giờ rưỡi vụ tấn công và rõ ràng là anh ta bị bắt trước khi bị buộc tội giết người cấp độ 1. Anh ta cũng bị buộc tội sở hữu vũ khí nguy hiểm trên địa điểm công cộng. Khi ra tòa tại tòa án Gunford Ground, phiên xử của Ricardo bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 và không có gì ngạc nhiên khi mà anh ta từ chối mọi hình thức trói buộc vợ. Anh ta cũng cho rằng anh ta đang căng thẳng trong thời điểm giết Alini và rõ ràng là không biết mình đang làm gì. Theo đó anh ta không có ý định giết cô mà anh ta chỉ bùng nổ cơn giận không thể kiểm soát vì không được gặp con. Nhân chứng tại hiện trường thì lên tiếng và kể lại trải nghiệm của họ. Những người bạn chung cũng nhớ lại sự trói buộc và tra tấn mà Ricardo gây ra cho bạn gái của mình và cách mà Alini dần trở thành một người sợ sệt, lo lắng dưới sự tàn nhẫn của gã đàn ông đê tiện. Cuối cùng Ricardo đã bị tuyên bố có tội giết Alini một cách có chủ ý. Anh ta nhận án chung thân vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 và được định mức một án tù tối thiểu là 27 năm trước khi có thể xin ân xá. Cuộc tấn công của Ricardo đã thể hiện điều tồi tệ nhất trong con người. Hành động tàn bạo của anh ta cướp đi sinh mạng của người mẹ vô tội và khiến 4 đứa trẻ bơ vơ không cha không mẹ. Ricardo tham lam, áp đặt và thao túng. Anh ta từ chối đối mặt với hậu quả của hành động của mình. Và với anh ta, trả thù quan trọng hơn mạng sống của người tình lâu dài và cuối cùng là quan trọng hơn mạng sống của mình. Alini ra đi quá sớm, cô để lại một khoảng trống trong trái tim nhiều người. Điều quan trọng hơn là sự vắng mặt của cô khiến trái tim 3 người con trai, 1 người con gái nhỏ, một nỗi đau không thể nguôi. Chắc hẳn các bạn đã có đáp án cho câu hỏi đầu video đúng không? Tình yêu không phải là toan tính, chiếm hữu và nếu bạn đang trong mối quan hệ ngoài luồng thì dừng lại nhé. Các bạn thấy vụ án trên thế nào? Mức án nó liệu đủ sức răn đe chưa? Hãy bình luận ở phía dưới cho chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.